Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The Changa Resort and Casino. Đông Ba với các món ngon xứ Huế 714-891-8028. Mai Phương Beauty and Wellness Center, xăm phun thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm 714-839-8121. Tế bào gốc Biolacell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân. Nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền, 714-839-8121. Chúng tôi cần đại lý khắp nơi. Dình giữ cặp mắt tốt cho một tương lai sáng lạng với bác sĩ Vương Linh Chi, 714-530-2006. Anh Tuấn, Hoàng Trọng Thụy và Thảo Yên. Thưa quý vị, chúng tôi hôm nay có một cái hình ảnh cũng khá là mới lạ để gửi đến quý vị. Số là có một cái sự thay đổi nhỏ với Little Sài Gòn TV trong ngày thứ hai sắp tới đây. Anh Nguyễn Trường trong thời gian qua, quý vị cũng biết là cũng cố gắng rất nhiều. Cảm ơn anh Nguyễn Trường rất nhiều, đã nỗ lực vô cùng. Nhưng mà cũng có những cái phần giới hạn về sức khỏe cũng như cũng phải lo cho gia đình. Chính vì thế, anh Nguyễn Trường vừa mới xin phép ban giám đốc của Little Sài Gòn TV tạm thời vacation khá là dài. Vì thế, vắng anh Nguyễn Trường thì anh Đoàn Trọng, quý vị cũng biết là Little Sài Gòn TV cũng không có đủ người để điền vào chỗ trống. Chính vì thế, ngày hôm nay chúng ta lại thấy có một khuôn mặt hồng xuất hiện, đó là Thảo Yên, thưa quý vị, bên cạnh chúng tôi, và bên cạnh đó là anh Tuấn. Và một sự thay đổi nhỏ này thì anh Tuấn bắt đầu vào ngày thứ hai sẽ cùng nối tiếp với Nguyễn Trường để ngồi với anh Đoàn Trọng gửi đến quý vị phần cà phê sáng vào mỗi sáng. Riêng vinh với thời sự quốc tế thì chúng tôi sẽ ngồi với Thảo Yên, một con gà mới tinh của Little Sài Gòn TV. Gửi lời chào Thảo Yên. Vâng, em xin gửi lời chào anh Thụy và xin chào Tuấn Anh. Thảo Yên cũng xin được cảm ơn ban giám đốc đài Little Sài Gòn TV đã cho Thảo Yên có cơ hội về đây hợp tác với đài, cũng như là từ đây mỗi sáng có thể cùng với anh Thụy gửi đến quý vị những bản tin mới nhất và cập nhật nhất. Thảo Yên, thưa quý vị, cũng đã từng làm việc trên TV rồi, nhưng mà chúng tôi phải ngay lập tức phỏng vấn Thảo Yên, và anh Tuấn cứ tùy tiện nhé, nhảy vô phỏng vấn lúc nào thì tha hồ tấn công em gái của mình nhé. Em thì em đầu tiên em biết em là đã điền vào chỗ trống của anh Nguyễn Trường rồi đó. Ngay bây giờ anh Nguyễn Trường đang quay những hình ảnh mà trước khi anh rời khỏi Liên Đoàn Sự Học TV. Nhưng mà trở lại với câu chuyện của Thảo Yên đó, thì anh thì thực sự ra không có dám trao đổi gì cả, là tại vì anh biết được là Thảo Yên cũng rất là giỏi và cũng yêu thích bản tin, phải không? Xin thưa với anh Thụy, với anh Tuấn là Thảo Yên rất là đam mê đọc tin tức. Thời gian rảnh là cứ lên trên các web của Fox News hay là CNN để mà đọc tin tức. Đúng ra đó, người mà chúng tôi muốn thấy làm việc đó là Thảo Yên với anh Tuấn, hai người trẻ ngồi với nhau, bởi vì anh Tuấn lập ra một cái hội đọc tin mê tin tức, phải không anh Tuấn? Hội thích tin tức. Hội 24/4. 24/4 là vâng, hễ mà có thì giờ không ngủ, không đi chơi thì là đọc tin tức. Ở trên trang mạng Facebook, quý vị có thể vào gõ vào tờ tìm hội yêu thích tin tức. Gần 1.000 thành viên rồi anh. 1.000 thành viên rồi. 1.000 thành viên. Thảo Yên đọc nghĩ sao sắp tới chắc cũng sẽ join hội đọc tin tức phải không? Em sẽ join. Vâng. Thế thì cái niềm đam mê tin tức này nó khởi đi từ lúc nào? Khởi đi chắc là từ 5-7 năm nay. Tại vì lý do em tự nhiên em thấy em muốn tìm hiểu về những cái gì nó đang diễn biến trong xã hội mình hay là... Thật sự ra đó là trước khi mà về hợp tác với đài của mình á, thì em thích là những cái về crimes, cold cases. Tức là mê TV, xem phim bộ, truyền hình phải không? Toàn là những sở thích kỳ lạ mà thích xem những tình tiết phạm tội hay là thích xem tình tiết về cocaine, ma túy không ạ? Đúng. Nhưng mà em có nghĩ tới cái chuyện mà em xuất hiện ở nơi hiện trường trở thành một thám tử không? Cái đấy thì em chưa nghĩ đến, nhưng mà cái goal tiếp theo của em hy vọng là được, nhưng mà không biết có được hay không. Đó là em có thể trở thành phóng viên tại hiện trường, nghĩa là ngay đang lúc này đang xảy ra chuyện gì đó thì em có thể đến đó mà report live. Cái chuyện đó quá dễ, bởi ngay buổi sáng anh đang rất cần một phóng viên ở ngoài Phước Lộc Thọ. Just kidding. Như là nếu mà em theo dõi tin tức thì nếu mà có điều kiện thì
anh với anh Tuấn với anh Trọng với Nguyễn Trường lúc nào cũng muốn ở ra ngoài làm việc hết trơn, thực sự là như vậy. Chúng ta phải xuất thân, thưa quý vị, người Hoa Kỳ, người Mỹ, họ tất cả các phóng viên khi mà đã gọi là anchor rồi, tức là ngồi trên bàn, được ngồi trên bàn rồi đó, thì họ đã phải trải qua bao nhiêu năm trời huấn luyện ở ngoài trời, được gọi là reporter, họ phải đi ra ngoài vất vả. Hôm qua chúng tôi ngồi nói chuyện với anh Tuấn anh Thủy ơi, có những người mà họ đã đến một cái địa điểm làm một cái phần tường trình có 2-3 phút thôi, mà họ ngồi đó từ 5-6 giờ sáng. Dạ vâng, em trong lúc mà đi chơi ngoài đó thì chứng kiến được những người phóng viên Mỹ rồi reporter đứng từ cả buổi sáng sớm cho đến tận chiều tối chỉ để tường trình có vỏn vẹn 3 phút bản tin trên đài thôi. Bản tin thôi. Trong lúc quý vị đang theo dõi thì rất tiếc chương trình hôm nay vì lý do vào buổi sáng hệ thống 57 đã bị trục trặc, KJLA đó, hệ thống 57 trục trặc, cho nên tất cả các đài truyền hình trên hệ thống 57 đều bị ảnh hưởng hết, trong đó lẽ đương nhiên là Little Saigon TV. Những quý vị nào trên Galaxy 19 có thể theo dõi chúng tôi được. Tuy nhiên chương trình này mặc dù là live nhưng mà cũng là một hình thức chết, lý do là bị record, bị nhấn cái nút thâu á, và sẽ phát lại cho quý vị, cho nên nói là live chỉ có cái thời điểm vào thời điểm này mà thôi. Trở lại với Thảo Yên, với những gì mà em theo dõi đó thì những cái phần tin nào mà em thích nhất? Trước đây á, trước khi mà về với đài của mình á, thì em chuyên cover những cái crimes, là vâng, những tin về homicides, murders case, vâng, nhưng mà về với đài mình bây giờ đó thì là cái chủ trương đi là về chính trị xã hội với lại vâng. Nói chung là bất cứ những gì mà Little Saigon TV cần em thì em report được hết. Vâng. Còn riêng với anh Tuấn thì sao? Làm việc với anh Tuấn lâu lắm mà thấy anh Tuấn hình như là bao trọn hết tất cả, từ thời tiết đến với đài diễn văn của Đảng Cộng Hòa. Dạ, là tại vì mình thích tin tức 24/24 nên mà nếu mà chuyên vào giết người không, nó không có đủ. Bởi vậy nên phải báo quát. Nhưng mà Thảo Yên ơi, đây là một chuyên gia về điện toán đó. Anh mê điện toán lắm, quý vị biết đó. Kể cho nhau nghe thôi. Tôi rất là mê điện toán. Tôi có thể tháo hết một cái máy rồi tôi ráp lại, tôi mua mấy cái đồ tôi về tôi ráp. Rất là mê cái chuyện đó. Anh Tuấn cũng thế. Mà anh Tuấn còn trên tôi một bậc nữa, tức là dám bỏ bao nhiêu ngàn đô la ra. Cái máy của anh Tuấn lúc trước anh Tuấn giáp là bao nhiêu tiền? Dạ, thưa anh, không dám trên một lượt đâu, nhưng mà tại vì cũng vì tò mò đó. Đó. Thì cái máy tính đó, từ trước đây đó, thì em cứ mỗi 3 tháng một lần, 6 tháng một lần thay. Nó tốn tiền quá. 3 tới 6 tháng một lần là thay một cái không? Hardcore. Dạ. Upgrade lên. Không, thay mới luôn. Tại vì thích đó, tại vì công nghệ nó nguồn công nghệ nó nhiều lắm. Thì bây giờ thôi, thay vì 6 tháng mình thay đó, mình dồn hết 4 năm một lần, số tiền 4 năm lần, mình dồn mình bỏ vào cái đó luôn. Và cho tới tận bây giờ cái máy tính của Tuấn bây giờ không có xài máy thường nữa mà xài máy chủ 64 core, thưa quý vị. 64. Nhưng mà lúc đầu tiên mà khi mà ráp cái máy đó thì tốn bao nhiêu tiền? Nhớ không? Dạ, cho em xin phép nó hơi nhiều chút quá xíu, thưa quý vị. Dạ. Vâng, đó là lý do tôi thấy rằng là trên tôi một bậc tôi chỉ ráp những cái loại máy nhiều nhất tôi thấy khoảng chừng 1.200 thôi à. Dạ. Nhưng mà anh Tuấn chắc phải lên đến 10.000. Dạ, anh nhân nó 7 lần như vậy. 7 lần như vậy đó. Vâng, nếu quý vị đó, người đam mê máy nhất. Quý vị đang theo dõi phần tin tức của Little Saigon TV, nãy giờ chưa có gì hết bởi vì giới thiệu người mới và việc cũng mới luôn. Chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo, gửi đến quý vị các bản tin như thường lệ, thời tiết, tài chính ở trong ngày cùng với Thảo Yên, anh Tuấn, Hoàng Trọng Thủy. Kính mời quý vị cùng theo dõi.